Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Côn Lôn Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Trường. Chương 227: Hình thần công diệt. Chư vị nghe truyện, hãy like xe đăng ký kênh để ủng hộ tài hạ. Hắn nhìn về hư ứng giống như trí bảo. Chúng ta đào sâu cuối cùng cũng tìm được tàn tích của Côn Lôn núi côn lôn là vua trong thần sơn nơi đó có những đa sư đầu tiên sinh sống na bành na đế na dương na lý na phàm na tướng bọn họ là tổ tiên của na ứng với lục đại bí cảnh có tin đồn khởi nguồn của lục đại bí cảnh chính là sáu vị na tổ này cố phi ngư nói thì hoàng đế tế trời ở thái sơn Yến tế thần tiên bất lão mục đích là xin tin dược bất tử ở chỗ sáu vị na tổ hứa ứng từng nghe nói tới chuyện này thân thể lục bí không phải là luyện khí sĩ khai sáng à? Ta nghe nói luyện khí sĩ không thể nào phi thăng, nên mới nghiên cứu pháp môn trường sinh, phát hiện ra thân thể lục bí. Cố phi ngư cười lớn. <cười> Hứa huynh, ta nghe na sư ở thần đô nói, hiện tại ấy là luyện khí sĩ tập hợp na pháp và luyện khí đại thành, là đệ nhất trong thế hệ trẻ, không ngờ kiến thức của ngươi lại ngu dốt như vậy. Vừa ứng siết chặt nắm đấm, lại âm thầm giãn ra. Trái tim của ngoan thất, giật thót đến cổ họng không phải hứa yêu vương thâm nổi sát tâm là muốn ăn thịt người rồi cố phi ngư nói chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện sao phương pháp tu luyện thân thể lục bí hoàn toàn khác với pháp môn luyện khí thân thể lục bí cần mở bí tàng trong người mở động thiên nơi luyện ẩn cảnh tiêm hóa thân thể tiên cảnh pháp môn luyện khí lại là thải khí luyện khí mở các chỗ huyền quan nơi luyện kim đan nguyên khí nguyên thần để mình lên tới thần kiều phi thăng cái này hoàn toàn khác với nào pháp lục bí nếu là luyện khí sĩ khai sáng thì dẫu sao cũng phải có liên hệ chứ nhưng pháp môn nào pháp và luyện khí sĩ không có một chút liên hệ nào sau khi nghe gã nói hứa ứng cũng phát hiện ra có chỗ không đúng thân thể lục bí cứ như đột ngột xuất hiện không giống với công pháp luyện khí sĩ lại bổ sung cho công pháp luyện khí sĩ đúng là chuyện này rất kỳ quái cô phi ngừ nói vô cực tông ta là danh môn đại phái lịch sử lâu đời có một số cổ tịch lưu truyền tới này trong đó có ghi lại một lần chu thiên tử lên đường vi hành về phía tây theo truyền thuyết lần vi hành đó về phía tây chu thiên tử đã tới côn lôn gặp được sáu vị na tổ nhận được tiên dục bất tử trong lòng hợ ứng khuấy động đột nhiên nhớ tới chuyện chu thiên tử đi tới Bì ngạn chẳng lẽ sáu vị na tổ nói cho gã biết Bì ngạn có tiên dục bất tử à cô phi ngư nói Lúc đó chúa tiên tử dẫn theo văn võ tinh nhuệ ở trong triều lấy được tiếng dược bất tử rồi trở về hạo kinh, bắt đầu chế tạo bỉ ngạn thần chu. Từ đó trở đi những luyện khí sĩ mạnh mẽ không ngừng đi tới bao nhiêu, biến mất không còn tâm hơi. Mà sau khi chu tiên tử trở về, lục bí cũng từ từ được lưu truyền. Hứa ứng nói, ta nghe người ta nói, trong thời đại chu, luyện khí sĩ hứng thú tới bỉ ngạn tìm kiếm tiên dược, khiến cho luyện khí sĩ suy yếu, nhưng luyện khí sĩ còn lại không hiểu được điều mà tiên hiền tiền bối để lại cho nên mới dựa trên cơ sở tiên dục bất tử sáng tạo ra thân thể lục bí không ngờ trong đó lại có nguyên nhân như vậy cố phi ngư nhìn hắn ánh mắt kỳ dị cười nói khi đó na pháp bắt đầu lưu truyền nhưng cũng là na pháp giả được lưu truyền thôi dùng đa tiên để luyện chế thành đại dược trường sinh ngoan thất dò hỏi thế chu tiên từ tới bỉ ngạn là từ chuyện hơn sáu ngàn năm trước E là hắn còn tới côn lôn từ sớm hơn. Na tổ còn sống được tới giờ không? Ánh mắt của cố phi ngư càng kỳ dị, nhìn chăm chăm với hứa ứng cười nói: <cười> Na tiên hiện giờ không phải là na tiên thật sự. Na tiên thật sự dùng số loại tiên dược tạo thành tiên giới trong người, đương nhiên có thể trường tồn trên thế gian. Bọn họ là na tổ chắc chắn có thể sống sót. Hứa ứng coi như không thấy ánh mắt của gã nói. Nhưng na pháp lục bí được lưu truyền bây giờ không phải na pháp chân chính cho nên ngươi cảm thấy chắc chắn pháp môn chân chính của nà pháp lục bí là ở cô luôn cố phi ngư nói khi ta bị phong ấn là thời kỳ thiên nhân cảm ứng đang náo nhiệt ta tìm công pháp lục bí tìm được pháp môn chân chính trong đó không dám giấu giếm ba ngàn năm trước ta đã nả na khí kiêm tu thân thể của gã chấn động tạo âm đổ văng sau lưng của gã có từng tòa động thiên xoay tròn bay ra lơ lửng trên bầu trời cấm vào sáu bỉ ngạn khi tức của gã tăng vọt tám tòa độ thiên hòa với nhau. Gã không nói dối, đúng là na khí kiêm tu, hơn nữa còn là na khí kiêm tu thuần khiết, chính thống nhất. Trong thời độc tôn na thuật thịnh hành, gã đã tìm được pháp môn chân chính yếu tố nhất của na sư, mở được lục bí, mở động thiên luyện hóa tiên dược, trở thành tồn tại cường đại nhất cùng thế hệ ở thời đại đó. Cho dù là tiên nhân của vô cực tông không phong vấn ta, ta cũng có thể nương theo thân thể lục bí, luyện thành tiên cảnh trong người, dựa vào ẩn cảnh tiêm hóa tiếp tục sống sót. Cô Phi Ngư thản nhiên nói, những tiên nhân để ý tới tiềm lực của ta. Cho là ta có tiềm năng cường đại hơn nữa, nên mới phong gấn ta tới bây giờ. Tiên nhân vô cực tông, hy vọng ta có thể tìm được truyền thừa lục bí trần chính. Hứa ứng bước tới không nhanh không chậm. Muốn lấy được truyền thừa của lục bí chân chính thì phải tới gặp sáu vị na tổ. Mà gặp sáu vị na tổ, đương nhiên cũng phải mang theo chút vật tế đúng không? Cố phi ngư đi sau lưng của hắn, thản nhiên nói. Đúng vậy. Gỡ ưng nói, tổ lòng hiến tế chính kẻ hèn này cho sáu vị ná tổ. Cố phi mưu mỉm cười nói. Đúng vậy. Ánh mắt của cao sư thành chợt lóe lên ánh sáng lạnh, đợt nhân địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa trải ra, hóa thành khu vực tiên cảnh về cốn ngoan tất và quả chuông, giọng nói lạnh nùng. Hai vị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc cao sư thành ra tay, cố phi ngư cũng hung hăng động thù không trung trên đỉnh đầu hứa ứng đột nhiên tối om một ngọn thần sơn nguy nga từ trên trời giáng xuống đè về hứa ứng đây là đạo tượng thái sơn được gã thi triển như một tòa thái sơn thật sự từ trên trời giáng xuống cùng lúc đó sau lưng của gã là kim đàn chiếu rọi rực rỡ thấu triệt đạo pháp bản thân hoàn toàn không tạp chất lực lượng trong đoàn này của gã đã đạt tới lĩnh vực lục tiên không có khiếm khuyết khiến người ta không khỏi khen hay hứa ứng Nghe nói người hạ gục các đại thế già ở thần đô Được tôn là đệ nhất trong thế hệ trẻ Ta rất muốn biết so với ta thì sao Gỡ ứng lật tay ngành tiếp Trường lực của cố phi ngư là thái sơn áp đỉnh Còn trường lực của hắn là từ dưới lên trên Lực từ dưới đất lên Truyền khắp toàn thân Tập trung vào trong tay Lại thêm kim đàn đại đạo kết nối với tiền địa Tuy đòn đánh này không có đạo tượng Nhưng lực lượng thuần túy đánh ra lại càng kinh người Cố phi ngư giơ tay ngành tiếp Phúc địa ấn pháp của hữu ứng uy lực của thái sơn ấn bộc phát dưới trường ấn của gắn cùng lúc đó uy lực phúc địa ấn của hữu ứng đánh tới chôn vùi thái sơn trong lòng bàn tay hắn khoảnh khắc sau đó bàn tay của hai người giao nhau lòng bàn tay như có ngàn vạn đôi đỉnh bộc phát nhưng uy lực hoàn toàn không tiết ra ngoài sau lưng hữu ứng đột nhiên hào quang xoay tròn hai mươi tám tòa động thiên âm âm xuất hiện lơ lửng trên bầu trời sau lưng của hắn lực lượng của hữu ứng tăng vọt lập tức tạo thành cục diện áp đảo cô phi ngư cười lớn mượn lực bay về phía sau quát hứa huỳnh cho người mở mang tầm mắt thế nào mới là lĩnh vực lục tiên trần chính địa điểm ẩn cảnh tiềm hóa của gã trải rộng chỉ thấy đào tượng tầng tầng núi non trùng điệp thái sơn tiên cung sông ngòi đông hải mặt trời mọc người lòng muốn lượn đủ loại dị tượng hợp lại tạo thành tiên cảnh cô phi ngư đứng ở trong tiên cảnh Tựa như một tiên nhân thiếu niên thời khắc này gã và tiên địa hòa là một thể năm xưa lý tiểu khách khoe khoang khoác láng nói mình đứng vững trong lĩnh vực lục tiên nhưng gã chưa bao giờ thể hiện ra tiên vực thật sự tu vi cảnh giới của cố phi ngư kém xa lý tiêu khách nhưng tiên vực thể hiện thì lại là nguyên bản lục tiên chân chính là địa điểm ẩn cảnh tiềm hóa chân chính của na tiên đương nhiên bây giờ tu vi của gã còn thấp chưa luyện thành nguyên thần nếu luyện thành nguyên thần đạt tới trình độ phi thăng như vậy có thể mở chính tầng động thiên lục bí khi đó đặt mình trong ẩn cảnh tiềm hóa mới thật sự là lục vực tiên nhân nhưng cho dù như vậy thành tiệu của gã cũng không thể coi thường cao tới mức hứa ứng hiếm khi thấy được theo hiểu biết của hứa ứng theo hiểu biết của hữu ứng gã là người đầu tiên kết hợp na pháp và luyện khí hoàn bị đến vậy cho dù là bản thân hữu ứng cũng chưa làm được tới mức này nhưng sát tầm của hứa ứng đã nổi làm sao lại cho gã cơ hội mở lĩnh vực lục tiên Hứa ứng bám sát như hình với bóng ngay khi gã lùi lại phía sau một trường phiên thiên ấn pháp như tiên vương cầm tiên khí trong tay đập tan không trung lĩnh vực lục tiên chấn thần bát pháp phiên tiền ấn pháp là phải có giác ngộ lật đổ bầu trời vá tan cả cựu thế giới ở phía xa mọi người đang đi tới côn lôn thần sơn bất luận là vực sâu hay luyện khí sĩ đều dồn dập đứng lại quan sát nghi hoặc không thôi hai thiếu niên này mạnh thật một vị na tiên cực kỳ kinh ngạc la lên thất thành nếu là năm sáu năm trước chỉ e thực lực của bọn họ có thể chống lại đại na bát trùng thiên những người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía cố phi ngư. Một thiếu niên áo tím nhíu mày hạ giọng nói. Lĩnh vực lục tiên hoàn mỹ, xem ra không chỉ mình ta đạt tới bước này. Hắn là sư huynh vô cực tông. Vô cực tông chọn được một tông chủ tốt đấy. Cách nào không xa, một thiếu niên áo vàng thở dài tự diễu. ai à, quả nhiên không thể coi thường ảnh hưởng thiên hạ. Tông chủ vô cực tông không kém gì ta. Có mấy người vẻ mặt mát mát, có người buồn bã lắc đầu, hạ giọng nói luyện khí sĩ thuần túy đã tới bước đường cùng rồi hay sao? Hay là ta tu luyện không đúng chính tông? Bọn họ sắc mặt căng thẳng quan sát trận chiến này, cô phi ngư khẽ mỉm cười, nắm chặt thắng lợi trong tay, đột nhiên giơ tay nghênh đón thế của hữu ứng, chỉ trong khoảnh khắc nguyên khí, thần thông, lực lượng, thân thể, hồn phách, âm dương nhị khí, tất cả đều tăng cường tức cực hạn. Xem ra mấy năm qua hứa huynh vẫn đang lần mò trong vũng bùn, còn chưa nắm vững lĩnh vực lục tiên, ngay khoảnh khắc gã đơ lấy viên tiền ấn pháp của hữu ứng đầu gối của hữu ứng đã lên thẳng vào hạ bộ của gã cố phi ngư đau tới mức nước mắt giản ruộng làm sao mà khoe khoang lĩnh vực lục tiên của bản thân ra được nữa hữu ứng xoay người tung cước quét ngang đá thẳng vào mặt của gã hất văng gã ra phía ngoài cố phi ngư đập cái ẩm lên thái sơn của mình tạo thành một lỗ thùng khổng lồ ở trên đạo tượng của bản thân hữu ứng vật tay một cái kiếm khí lập tức hình thành dòng lũ những tiếng vang lên xoàng xoạt vô số kiếm khí đâm vào trong cái hàng ở trên thái sơn chính là kiếm tự quyết trong hàng vang lên tiếng đồ ầm ầm khoảnh khắc sau một lượng kiếm quang đè lên cổ cố phi ngư đã trùng thăm gàn lỗ văng về phía xa gỡ ứng tung người nhảy lên không trung hóa thành một ánh cầu vồng khoảnh khắc sau đã tới gần cố phi ngư trên không trung cố phi ngư thầm biết không ổn vừa đối phó với luồng kiếm khí kia vừa vẫy tay tiền cùng từ phía trên bầu trời giáng xuống mang theo từng luồng tiên quang chói lọi Tòa tiên cung này không phải là vật phàm, là tiên khí mà sư tổ Thái Sơn vô cực tông lưu lại chân áp khí vận. Cô phi ngư quan sát tiên khí, cương tụ tạo thành đạo tượng. Chỉ là đạo tượng này đã mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, Gương ứng coi như không thấy. Đào hải ấn pháp đập xuống, giống như đông hải lật ngược trực tiếp đè ép, ép lên người cô phi ngư. Cô phi ngư chỉ nghe lục phủ ngũ tạo của mình vang lên tiếng nổ lốp bốp, rơi xuống mặt đất, đập thành một cái hố to trên đạo dẫn công này một ánh mây hình thành cây nấm bốc lên. Cùng lúc đó tiên cung giáng xuống, hứa ứng cũng thuận thế hóa thành chàng sườn ấn pháp, song quyền đón đỡ tiên cung, dầm một tiếng, thế giới của tiên cung bị hắn cản lại, nhưng hắn cũng bị ép rơi xuống đất. Từng luồng tiên quang vang lên xèo xèo quét qua thân thể và hồn phách của hắn, nhưng tiên pháp tiên quang mà cố phi ngư coi là tất sát, quét qua người hứa ứng, chỉ thấy sau lưng hứa ứng hiện lên từng ảo ảnh hứa ứng, những ảo ảnh đó tự tiếp nhận một phần uy lực của tiên quang tiếp nhận toàn bộ công kích của tiên quang này. Đây chính là thần thông do đại đạo thiên số tạo thành. Hữu ứng thi triển thần thông thiên số còn tinh diệu hơn cả thiên số chính thần. Hắn vận dụng thần thông tiên đạo quá mức tinh diệu. Cố phi ngư đến cuồng điều động hoạt tính nê hoàn, chưa chỉ thường thế thân thể, nhưng tâm niệm hơi động, lại thấy dòng sông bay lên quét về hứa ứng trên không trung, giống như thần long quậy đuôi. Con sông này đỏ qua, sau lưng hứa ứng hiện lên vô số thân hình. Hắn xuyên thẳng qua con sông nhào về phía cố phi ngư còn cách xa đã phát động pháp tư năm trong chiến thần bát pháp đạo trùy ấn pháp Truy này đập xuống thiên địa đại đạo ở trong địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa đều bị dập tắt còn sông hóa thành khô cạn đạo trùy ấn pháp có thể nói là thần thông phá hoại lĩnh vực lục tiên tốt nhất những nơi nó đi qua con sông bốc hơi đạo tượng mà cố phi ngư cực khổ luyện thành bị mấy quyền của hắn đánh gãy thành sáu bảy khúc không có tác dụng gì bên ngoài địa điểm ẩn cảnh tiềm hóa Tiểu nữ áo tím, thiếu niên áo vàng thấy cảnh này thì không khỏi kinh ngạc, ai nấy không nói một lời. Một lúc lâu sau, trong lòng bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc y hệt nhau. Nếu sư huynh vô cực tông sử dụng toàn lực ngay từ đầu, đầu đến mức rơi vào tình cảnh này, nhưng người này là ai? Trong lúc hứa ứng đang đánh gãy con sông, cuối cùng cố phi ngư cũng chữa trị xong, nối liền xương gãy, bay lên khỏi cây hố. Tuy bí tàng nê hoàn của gã có thể chữa trị thương thế, nhưng hao tổn về mặt hồn phách thì hoạt tính nê hoàn cũng không có tác dụng, càng không thể chữa trị đạo tượng tồn tường trong ẩn cảnh. Đạo tượng ẩn cảnh bị hao tổn chỉ có thể dựa vào bản thân không ngừng tồn tường để chữa trị. Tù vì thực lực của gã hao tổn nhiều, trong lòng cũng hiểu vừa rồi bản thân bất cần, bị đối phương nắm được tiên cơ. Nếu lúc đầu không nhiều lời như vậy, nếu từ đầu đã dốc toàn lực ứng phó, sẽ không chật vật như vậy. Khoảnh khắc sau đó, trường lực của ứng đã đánh tới. Thậm chí khiến cho đại đạo trong địa điểm ẩn cảnh tiềm hóa này cũng cộng hưởng theo, nhằm muốn tăng cường uy lực của đoàn thế của hắn, hắn dùng kim đan đại đạo hỗ trợ thi triển quy đạo ấn pháp khiến cho uy lực của quy đạo ấn pháp tăng vọt cố phi ngư vừa sợ vừa giận chấn áp thương thế quát lên một tiếng tiên địa vô cực gã nghiến rằng nghiến lợi sử dụng bí pháp vô cực tông mà mình chưa tu luyện xong đoạt lại toàn bộ đạo tượng ẩn cảnh bị hữu ứng điều khiển ngành tiếp đòn thế của hữu ứng địa điển tiềm hóa có lĩnh vực lục tiên sáu loại tiên vực giờ bị phá mất một vực uy lực không lớn bằng lúc trước nhưng tiên địa vô cực là thần thông tiên gia mà sư tổ vô cực tông truyền lại uy lực vi phạm đủ bổ sung tổn thất do thiếu mất một vực khoảnh khắc trường lực hai người va chạm khí huyết toàn thân của cố phi ngư xôi trào lùi lại phía sau một bước hưởng ứng tiến tới một bước lại một đòn quy đạo ấn pháp thiên địa đại đạo đều như nằm trong tay đương nhiên thiên địa đại đạo mà hắn nắm là địa điểm tiềm hóa cố phi ngư lại thi triển thiên địa vô cực ấn pháp đỡ lấy đòn đánh này bị chấn động tới mức khí huyết trong cơ thể bốc hơi tràn ra ngoài thân thể hóa thành cát bụi tiêu tán trông rất đẹp mắt nhưng sắc mặt của đám người thiếu niên áo vàng đang quan sát lại hóa thành nghiêm nghị biết gã đã bị khí huyết của đối phương áp đảo đã rơi vào yếu thế khí huyết của gã tiêu tán có nghĩa là tu vi của gã đã bắt đầu suy yếu gỡ ứng lại tiến tới vẫn là quy đạo pháp ấn lần này địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa với lĩnh vực ngũ tiên lại dao động dưới trường lực của hắn có một phần lực lượng đạo tượng nghe theo điều lệnh của hắn cô phi ngư kiều khẽ lao đào lối lại phía sau tay mắt mũi miệng đều chảy máu Hư ứng lại tiến lên một bước lại là quỳ đạo ấn pháp một nửa giang sơn của cố phi ngư đã tràn ngập nguy hiểm một nửa đào tượng trong ẩn cảnh tiềm hóa hóa thành uy lực trong trường của hư ứng không ngờ hắn lại đào khách thành chủ chuẩn bị điều động đạo tượng của cố phi ngư đánh chết cố phi ngư và vỡ thân thể bất tử nê hoàn ẩn cảnh khiến cố phi ngư hình thân câu diệt tiểu nữ áo tím hạ giọng nói người đang quyết đấu với tông chủ vô cực tông quá lợi hại hắn là tông chủ hay trưởng giáo nhà nào nhưng sao từ hắn thi triển vừa giống thần thông vừa giống võ đạo hơn nữa còn có Sắp mặt của nàng đỏ ửng nhờ tới lúc hư ứng nhào tới lên gối và hạ bộ của cố phi ngư thầm nghĩ còn có chiều thức hạ lưu như nông dân đánh nhau vậy ở một tiếng hư ứng lại thi triển quy đạo ấn pháp toàn bộ địa điểm ẩn kênh tiềm hóa bị kim đan đại đạo điều khiển tạo thành trường lực của hắn phá hủy thần thông của cố phi ngư như bẻ gãy cảnh khô trường lực này đánh xuống cố phi ngư chết chắc cho dù có hoạt tính nê hoàn cũng không thể cứu được gã vì ấn này giáng xuống cả thân thể và hồn phách của gã sẽ tan thành mây khói nhưng đúng lúc này đột nhiên trong cơ thể của cố phi ngư lóe lên từng luồng hào quang đột nhiên trong vi tông của gã có từng quả chuông vàng bay ra chuông vàng tỏa ra uy năng ngập trời nghênh tiếp quy đạo pháp của hữu ứng hữu ứng kêu khẽ bị chuông vàng chấn tới mức lào đào lui lại quả chuông vàng thứ hai bay tới kêu lên len keng khiến hắn chấn động tới mức khí huyết sôi trào kim đàn có bị chấn văng ra khỏi trạng thái vô biên vô giới quả chuông vàng thứ ba bay ra dưới chuông vàng phun ra ngọn lửa và cắt bay đánh về hư ứng quả chuông vàng thứ tư cũng đang bay ra cô vì người có bốn chuông vàng đều là pháp bảo do đại luyện khí sĩ phi tăng kỳ luyện thành bốn quả chuông vốn là một bộ treo ở trên ly long bảo liễn lúc này bốn quả chuông thấy chủ nhân trường gặp nạn lập tức bay ra ứng cứu chuông vàng đầu tiên cứu cố phi ngư chuông vàng thứ hai phá hỏng trạng thái hư ứng chuông vàng thứ ba là đủ để đoạt mạng hư ứng nhưng ngay khoảnh khắc sau đó một quả chuông lớn hơn nhóm máu đâm xuyên tới ông một tiếng vang vọng đập bẹp quả chuông vàng thứ ba ngọn lửa và cắt bay cũng bị hất văng toàn thân của quả chuông lớn tỏa ra đạo tượng vạn vật rực rỡ nhật nguyệt xoay chuyển nghênh chiến ba quả chuông vàng còn lại tiếng chuông chấn động không ngừng tả sông hữu đột chỉ vài hiệp đã đánh ba quả chuông vàng kia lồi lõm rất dẻo uy lực cao tồn cao sư thành vốn định dụng địa điểm ẩn canh tiêm hóa của mình để vây khốn quả chuông và ngoan thất gã là na tiên của cao gia cao gia và vô cực tông liên thủ cao sư thành học tập công pháp thần thông của vô cực tông tu vi tiến bộ thần tốc tự thấy mình đứng ở trong địa điểm ẩn cảnh tiêm hóa thì phải tới cảnh giới chân tiên chân nắp một quả chuông và con rắn chẳng dễ như chở bàn tay à nhưng chỉ mới giao đấu có vài hiệp gã đã bị quả chuông đập địa điểm ẩn cảnh tiềm hóa có bị quả chuông đập tan tu vi hao tổn gần hết lại bị ngoan thất tế ra đủ loại pháp bảo trong bụng đánh cho không còn sức hoàn thủ hứa ứng nhân cơ hội này lại xuất ấn định giết chết cố phi ngư thì đột nhiên cố phi ngư nắm lấy một tấm kim triện tiên lục tế ra một luồng uy năng khủng khiếp đánh tới gỡ ứng thầm giật mình lập tức lùi lại phía sau đồng thời quả chuông cũng lao tới chắn ngang giữa tiên lục và hứa ứng quả chuông lớn này lơ lửng giữa không trung nhường hóa thành vô hình tiến vào trạng thái vô biên vô giới kết nối với tiên địa đại đạo bên ngoài hòa là một với tiên địa ông một tiếng tiên quang đánh trúng quả chuông lập tức phá vỡ kim quỹ thái thượng tiên thư của quả chuông đạo tượng vạn vật hiện lên trước quả chuông cũng bị tiên quang phân giải dập tắt quả chuông kêu lên len keng không ngừng mang theo hướng ứng không ngừng lui lại phía sau vách chuông xoay tròn cuối cùng cũng ngăn cản được uy lực của tiên lục trên vách chuông xuất hiện từng vết hẳn sâu đặc biệt tên lục đả thương uy lực hao tổn nặng nề tên lục từng được cố phi ngư dùng để ngăn cản bạo tuyết ở trên đại tuyết sơn giờ lại dùng một lần uy lực cũng không lớn bằng lúc trước hóa thành một luồng tiên quang quân lấy cố phi ngư bay về phía trước gợi ứng phát động đạo tự quyết một luồng kiếm khí xe gió bay đi đạo tự quyết và tiên quang va chạm uy lực bộc phát khiến cho tiên quang rung động xuất hiện điểm yếu gợi ứng xuất kiếm đâm ra thi triển chân tự quyết trong kiếm đạo quy trần quyết kiếm khí xuyên qua tiên quang đâm vào người cố phi ngư bên trong kiếm đạo vô thượng của thục sơn kiếm môn ẩn chứa trong bốn chữ kiếm đạo quy chân bốn chữ này mỗi cái có sở trường riêng nhưng hữu ứng sử dụng tinh diệu nhất vẫn là chữ chân tự quyết chương 228 tiên trùng hắn từng thấy ba loại tiên đạo chữ chân khác thay âm nguyên dục công thay âm nguyên dục nhất dương vĩnh chân kiếm quỹ thái thượng tiên thư chân linh hư tĩnh không minh ngoài ra là chân trong kiếm đạo quy chân ba phù vân tiên đạo nhìn như cùng loại lại lý giải đạo lý bất đồng vừa ứng kết hợp ba chữ chân khác biệt khiến uy lực của kiếm này cũng lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi cố phi ngư được ánh sáng tiên lục bao phủ khẽ kêu lùng tiếng thân thể chúng kiếm chợt cảm thấy nguyên khí đạo tượng trong cơ thể đều có dấu hiệu hóa thành kiếm khí bay ra không khỏi kinh hãi bằng chết vội vàng vật khí chấn áp nhưng làm sao mà gã chấn áp được kim truyện tiên lục dùng tiên quang giúp gã chấn áp kiếm khí trong cơ thể nhưng ngay lúc này hư ứng lại thi triển một luồng kiếm khí chân tự quyết đâm tới xuyên qua tiên quang đâm vào cơ thể cố phi ngư tên lục hộ tống cố phi ngư nhanh chóng rút lui hư ứng bất chấp tất cả lao thẳng về phía trước từng luồng kiếm quang đâm tới điên cuồng tên lục dần dần không chấn áp được kiếm khí trong cơ thể của cố phi ngư đột nhiên trong tiên lục vang lên một giọng nói uy nghiêm ập tới trong đầu hư ứng tiểu bối làm người phải lưu lại đường lui người nhất quyết chém tận giết tuyệt cắt đứt đạo thống của vô cực tông chẳng lẽ không sợ vô cực tông ta trả thù làm người phải lưu lại đường lui gỡ ứng đột nhiên nổi giận xuất kiếm đâm tới xuyên qua lục tiền đâm vào người của cố phi ngư cười lại nói năm xưa các ngươi bắt được ta sao không lưu lại đường lui tiền ông chó má gì có gan thì ngươi từ trên trời xuống để tranh tài chẳng qua trước lúc đó ta sẽ diệt đạo thống của ngươi đào mộ tổ của ngươi ra view một tiếng cố vì ngư không chân áp được kiếm khí trong cơ thể nữa rồi cả nguyên thần lẫn thân thể hóa tình luồng kiếm khí nhuốm máu bắn tung ra bốn vườn tam hướng hình thân câu diệt kim triển tiên lục cũng không giữ được tính mệnh của gã cố vì ngư thân tử đạo tiêu khiến cho thiếu nữ áo tím và thiếu niên áo vàng ở đằng xa đều giật mình cố vì ngư là tông chủ đương thời do vô cực tông lựa chọn có tiền nhân hộ giá hộ tống phòng ấn ba ngàn năm tới tận hiện tại gánh vác trọng trách phục hưng vô cực tông gã đã mở thân thể lục bí là luyện khí sĩ na khí kiêm tu có thể nói là kết tinh trí tuệ thời xưa tu vi thực lực của gã cực kỳ nổi bật trong cùng thế hệ uống hồ gì gã còn có một kim triện tiên lục của tiên gia hộ thể không phá kim triện tiên lục thì khó mà giết được gã nhưng cho dù là luyện khí sĩ vi thăng kỳ e là cũng không làm gì được kim triện tiên lục không phải kim triện tiên lục quá mạnh mà là nhìn không hiểu nói gì thì phá giải nhưng cố vì người vẫn chết khiến cho bọn họ ý thức được cho dù có kim truyện tiên lục của tiên gia hộ thể chị e vẫn không thể bảo toàn bản thân vẫn có thể bị người khác đánh chết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thiếu niên áo vàng nhìn về phía hứa ứng hạ giọng nói người này không kém gì ta nhưng đáng tiếc đắc tội với tiên gia còn đâu cái mạng gã nhanh chóng rời đi ánh mắt lấp lánh nơi đây sắp biến thành một bãi tu la rồi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta đi trước thì hơn đám người thiếu nữ áo tím cũng nhận ra nguy hiểm, ai nấy nhanh chóng rời đi, cách xa hỡ ứng. bọn họ vừa đi khỏi, chỉ thấy kim trận tiên lục lơ lửng trong không trung, trong tiên lục vang lên một giọng nói uy nghiêm: Tiểu bối, ngươi bảo ta xuống tranh tài, giờ ta xuống đây. Tiên lục kia hiền hóa ra tiên quang, không ngờ từ trong tiên quang lại có một thân hình ông lão tóc trắng, dâu bạc trắng bước ra. Theo thân hình của ông ta di chuyển, một loại đạo âm kỳ diệu dần dần cất cao, lan tràn ra ngoài âm thanh càng ngày càng vang dội lão chính là vô cực tiên ông hữu năng lượng tiên lục tạo hóa một thân ở dưới hạ giới thay mình hành động lão muốn hiển hóa trừng trị cái kẻ vô pháp vô tiên này âm thanh tiên đạo trong cơ thể của lão vang lên trung quanh gió cuốn mây vần thiên địa đại đạo hỗn loạn mặt đất dạn nứt dông nhàm cuồn cuộn phun trào cuồng phong gầm thét ngọn lửa dâng trào từ không trung không gian trung quanh tiên lục dạn nứt hóa thành vô số mảnh vỡ như lưu ly bay lượn địa phong thủy hỏa hoàn toàn hỗn loạn còn ở xa hơn ngọn núi chấn động có cây dinh trường na sư và luyện khí sĩ các nơi gần một chút thì vội vàng chạy trốn chạy một lúc đạo hóa thành đống thịt nhão âm thanh tiên đạo lan tỏa bốn phía hóa thành tận thế cho dù là nguyên khí cho cơ thể hữu ứng cũng rủ rình cả chân khí võ đạo lẫn pháp môn kiếm đạo đều bị áp chế tới mức tận cùng như sắp phản ngược lại bản thân thân hình của vô cực tiên ông đi ra khỏi tiên quang của kim triện tiên lục càng ngày càng chân thực mặt thầy lão sắp bước ra khỏi tên lục đột nhiên quả chuông bay tới hứa ứng giơ tay nắm lấy vách chuông bàn tay đột nhiên vỗ một cái đập vào đạo văn chữ tù trên vách chuông ông một tiếng tiếng chuông chấn động tiền đồng bước ra khỏi kim triện tên lục lộ vẻ kinh ngạc phòng ấn của ngươi từ đâu mà ra thân hình của lão lay động một quỵ tích khó hiểu không ngờ lại tránh khỏi phòng ấn của đạo văn chữ tù hứa ứng hai tay giao nhau đối diện với quả chuông mười ngón tay vắt vào nhau tạo thành năm chữ tù đột nhiên phát động uy năng của quả chuông tạo thành tiếng chuông đào văn chữ tù không ngừng bộc phát khóa về phía vô cực tiên ông hóa thân của vô cực tiên ông hấp thu năng lượng của kim triển tên lục không thể nào rời khỏi tên lục nếu không sẽ không thể hiện hóa không gian của tên lục chỉ có vậy cho dù thần pháp của lão có tinh diệu đến đầu đi nữa thì cũng không thể ngăn cản công kích hùng hồ như vậy của hỡ ứng chỉ thấy từng tầng lớp lớp chữ tù đan xen vòng ấn lão tầng tầng lớp lớp tên lục và hóa thân của vũ cực tiên ông đều bị niêm phong trong một chữ tù ngay ngắn trên tê. tiểu bối người có biết người đang làm cái gì không trong lồng giam hóa thân của vũ cực tiên ông chậm rãi ngẩng đầu lên sắc mặt âm trầm nói người giết truyền nhân của chân tiên ở nhân gian người đắc tội với chân tiên người có tội chữ tội vang lên âm thanh tên đạo lan truyền từ trong lồng giam khiến tên địa biến sắc tên đạo ô nhiễm khắp bốn vườn tam hướng thật ra côn trùng đại đạo trong cơ thể hứa ứng sôi trào khó mà không chế bản thân có xu hướng tự hủy vội vàng lớn tiếng nói côn trùng ngoan thất đang trườn từ trong địa điểm ẩn cánh tiềm hóa ra ngay vậy giật mình nhưng cũng lập tức hiểu ra vội vàng há miệng trong miệng của nó có một phong ngân chữ tù khác bay ra cũng là một chữ tù hình lập phương bên trong phong ngắn một con côn trùng con côn trùng này có cánh có chân bọc ra da khốt hình đôi kéo bay tới bay lui trong phong ngân chữ tù vỗ cánh lia liệu nhưng không thể bay lên cũng không thể cắt đứt phòng ấn con côn trùng này chính là con côn trùng đã ăn thịt lão già u sầu phùng nghị bị hưởng ứng phòng ấn vẫn luôn cất ở trong bụng ngoan thất ngoan thất giơ tay bắt lấy cái lồng phòng ấn này đột nhiên vỗ mạnh một cái đánh con côn trùng phòng ấn trong lồng giam vào lồng phòng ấn hóa thân của vô cực tiên ông hai cái lồng giam liền thành một thể ta biết người là ai rồi hóa thân của vô cực tiên ông thấy con côn trùng kia cả tùng điện thành ngầm tiên đạo sắp bật biến đổi kịch liệt lạnh lùng nói người ấy là hứa ứng người ấy trở lại núi côn lồn lồng giam hạ giới mất khống chế rồi lão còn chưa nói xong con côn trùng kia đột nhiên chết thành vô số côn trùng nhỏ ào ào bay tới bao phủ lấy lão hóa thân của vô cực tiên ông dãy rủa trong bầy côn trùng chỉ trong khoảnh khắc sau đã bị ăn sạch rành xanh không còn một mảnh thậm chí kiên triện tinh lục cũng bị ăn sạch không dư lại một chút nào ứng ừ thấy vậy cực kỳ lo sợ, giơ tay nắm lấy lồng giam hình lập phương, bàn tay hơi run rẩy. Quan thất thấy vậy cũng kinh hãi, vội vàng nói: "A à ứng, đừng đặt con côn trùng này vào bụng ta nữa. Ngồi nhớ có ngày nào đó nó cắn thủng lồng giam chạy ra ngoài, à còn không đủ cho trùng ra xỉa răng. Yên tâm đi, con côn trùng này không có trí tuệ, không phá được phù văn chữ tù đâu." Ngựa ừ ứng an ủi: "Phù văn chữ tù là để phong ấn ta, nếu dễ dàng phá giải như vậy, khéo ta đã loại bỏ phong ấn từ lâu rồi." Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng lo lắng bất an, lại phát động phù văn chữ tù ở trên vách chuông, phong ấn càng sâu hơn. Trong lồng giam nho nhỏ, con trùng kia hung ác dị thường nhiều, nhiều lần bộ cánh bay lên, bệnh lao tới xé nát bọn họ, nhưng cũng may nó biến hóa thì lồng giam cũng biến hóa theo, trước sau gì thì vẫn luôn với cô nó. Tên thảo màu tím bay ra, tò mò quan sát con côn trùng kia. Khỏi côn trùng kia thấy nó thì càng thêm hưng phấn táo bạo, đi tới đi lui trong lồng giam, dường như chỉ muốn nhào tới ăn thịt nó. Hứa ứng kinh ngạc. Chả lẽ con côn trùng này dùng bất tử tiên dược nuôi lớn à? Có mộ phân, người cắt thử ít dễ cho nó ăn xem. Tiên thảo màu tím tức giận, đang định dạy cho hắn một bài học, nhưng lại nghĩ tới tình cảnh hứa ứng mai phục thiên số ngoại thần, cảm thấy sợ hãi, không dám ra tay. Hứa ứng kinh ngạc, cho dòng cọng cỏ này đổi tính, thầm nghĩ. Thật giả nói, gần mực thì đen, gần đen thì sáng, quả nhiên không phải gạt ta. Thảo ra theo ta lâu ngày, cũng biến thành nho nhã hiền tử cao sư thành máu me đầm đìa lao đảo đi ra từ trong địa điểm ẩn cảnh tiềm hóa chứng kiến hứa ứng cho con côn trùng ăn sạch khóa thân của tiên nhân vô cực tông trong lòng nghiêm nghị đang định rời đi không đứng lại nói chuyện à hứa ứng thản nhiên nói cao sư thành vội vàng dừng bước lung tà lung túng cười xòa nói <laughs> hứa công tử đã lâu không gặp hứa ứng nghi hoặc suy nghĩ cẩn thận lại một hồi tin chắc mình chưa từng gặp người này cao sư thành vội vàng cười nói Năm xưa người vào thần đô, rất nhiều thế gia tới chào đón. Khi đó ta còn chưa phải là na tiên, mới tu luyện tới động tiên tầng thứ 8. Từng đứng trong đám người phế gia gặp hứa công tử. Hứa ứng gật nhẹ đầu do hỏi. Cao gia liên hệ với vô cực tông từ khi nào? Cao sư thành sợ chọc giận hắn, cẩn thận nói. Thế gia và tông môn liên kết, vốn không có mâu thuẫn. Tuy tông môn có căn cơ hùng hậu, lại có tiền gia nâng đỡ. Dù sao cũng chỉ có một hai người sống sót đến giờ. Những môn phái đó muốn phát triển thì cần phải dựa vào lực lượng của thế gia. Cao gia ta kinh doanh ở Thái Sơn, khống chế tiết độ sứ, huyện lệnh, quản lý tàu dân ở vùng nông thôn. Vô cực tông nhận đệ tử cũng phải được cao gia ta gật đầu. Cao gia ta na ký kiêm tu, cũng muốn đưa con cháu quý tộc tới vô cực tông. Tương lai vô cực tông cũng có một nửa của cao gia ta. Ngư ứng hỏi, con cháu của dân chúng thấp cổ bé họng và dân nghèo thì sao? Đương nhiên là cạnh tranh công bằng. Cao sư thanh cười lớn nói, nhưng cái lũ đói khổ đó làm sao mà cạnh tranh được với thế già chúng ta? Hai thuốc luyện đan, đa khoáng luyện bảo, rèn luyện hồn phách, có cái nào không cần dùng rất nhiều tiền đâu. Lại thêm danh môn đại phái, đầu đầu cũng phải dùng tiền. Lũ nghèo rất mùng tơi, liệu có thể cho danh môn đại phái được bao nhiêu tiền? Có nhiều tiền bằng thế gia quý tộc chúng ta không? Danh môn đại phái như vô cực tông, con cháu rất nghèo chắc chắn càng ngày càng ít. Nói tới đây, sắc mặt của gã lại đau khổ, bây giờ tông chủ vô cực tông cố phi ngư đã bị hứa ứng giết con đường đi lên như diều gặp gió của cao gia cũng đứt mất một nhưng cũng may thỏ khôn có bà hang cao gia không chỉ liên kết với vô cực tông còn liên kết với vài môn phái khác vô cực tông không còn cũng không ngăn được cao gia quật khởi hứa ứng người thất vọng lầm bầm đây là quý tộc đây là quý tộc hắn còn tưởng tông phái xuất hiện có thể giải quyết vấn đề thế gia trị thế cho phạm nhân càng nhiều cơ hội vươn lên không ngờ lại là tình cảnh tông phái là thế gia liên kết chặt chẽ. Vì bọn họ liên kết chặt chẽ, dân đen thất cổ bế họng, làm đâu còn có ngày ra mặt. Thiên kiếp siêu cấp, đường thành tiên đứt đoạn, vì bọn họ ngăn cản không thể nào phi thăng, không thể thành tiên, như một người bình thường, muốn trở thành bọn họ đâu phải chuyện dễ dàng. Hứa ứng lầm bầm, người bình thường muốn thăng tiến, độ khó đâu chỉ có thiên kiếp siêu cấp, tất cả mọi người chỉ quan tâm làm sao độ kiếp, làm sao phi thăng, đâu ai lên tiếng cho họ đâu ai binh vực cho họ cao sư thanh cười nói hứa công tử sao ngươi phải buồn lo vô cớ dân đen thấp của bế học còn dễ nói cái lũ nghèo hèn thậm chí còn không cứng nổi nàng dâu cơm không có mà ăn đương nhiên phải tuyệt chủng thôi việc gì phải lo âu cho bọn chúng khoe mắt của hứa ứng giật giật xua tay nói ngươi đi đi ta không làm khó ngươi cao sư thành vội vàng rời đi thầm nghĩ cao gia ta đặt cược nhiều bên vô cực tông tuy bị hủy thì còn có tông khoái khác cho dù có đổi hoàng đế địa vị của cao gia ta cũng không hề dao động hứa ứng nháy mắt với quả chuông quệt hờ lên cổ một cái quả chuông hiểu ý bay lên công trung một lúc lâu sau phía xa có tiếng chuông vang quả chuông máu me đầm đìa bay về nói à ứng này hắn bảo ta hỏi ngươi vì sao ngươi không giữ lời hứa ứng kinh ngạc nói ta bảo ta không làm khó hắn là ngươi giết hắn không liên quan gì tới ta Khoai chuông hậm hực nói, à ứng, lần này ta bỏ bao nhiêu công sức, bị hao tổn nghiêm trọng. Sau chuyện này, người lấy bảo bối cho bụng thất ra ra, chia ra cho ta một ít, ta tới gặp thiền thiên lão tổ. Nhờ nàng ấy chữa thương cho, tiện thể luyện lại một chút. Hứa ứng đáp ứng, quả chuông thầm mừng rỡ. Ngoan thất lại âm thầm đề phòng, thầm nghĩ. Gần đây chuông ngốc thông minh hơn hẳn, vừa rồi nó sử dụng rất nhiều pháp môn, rõ ràng là âm thầm chăm chỉ, kéo giãn khoảng cách giữa ta và nó, nếu ta cứ vô dụng chẳng phải địa vị sẽ càng ngày càng thấp à nó thầm hạ quyết tâm nhất định phải cố gắng tu hành tranh thủ sớm có ngày đuổi kịp quả chuông chỉ có cỏ mộ phần bình chân như vậy sớm muộn gì cũng biến thành cỏ vô dụng bị ta thay thế địa vị ngoan thất thầm nghĩ chương 229 thần tượng lục ngô gợi ứng tiếp tục đi về phía trước trong lòng thầm nhủ nhưng cũng mày còn có kiếm môn kiếm môn là ta lựa chọn đệ tử không được như vô cực tông nhưng chỉ kiếm môn thôi còn chưa đủ phải tới cửu long sơn phải tới nga mi và nhiều môn phái nữa bọn họ lựa chọn đệ tử không chỉ nhìn ra cảnh đối phương không chỉ nhìn tổ tông đối phương mà là xem ai có tư chất xuất sắc hay không ai cũng là nhân tài phát huy hết tác dụng của mình đó mới là thời hưng thịnh mỗi người đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn riêng không cách nào nổi bật tuyệt đối không phải hưng thịnh đột nhiên hữu ứng thấy đằng xa giữa vùng núi non có một loạt nhà ngói trong lòng không khỏi kích động có phải khu đất ứa ra không hắn dạo bước tăng tốc chạy về phía những ngôi nhà ngói kia cô lôn đại tuyết sơn bằng tuyết thần nữ đột nhiên có cảm giác hoa thành một phiến bằng tuyết hòa mình vào núi tuyết trong núi tuyết bão tuyết lại ập tới còn hung ác hơn lúc trước phong tỏa lối vào cô lôn cảnh những người vừa mới tới thực lực cường đại đầu đội nón tre điều khiển một chiếc thuyền nhỏ đi xuyên qua gió tuyết gần như không có chút trở ngại gió tuyết càng mãnh liệt sầu lưng nam nhân đội nón tre hiện lên gió tòa động tiên ẩn chứa uy năng khó hiểu nơi sáu tòa động tiên bao phủ gió tuyết ngưng bặt sơn nhân mượn đường không có ác ý nam nhân đội nón tre đứng ở trên mỗi thuyền thi lễ với tuyết sơn trong gió tuyết băng tuyết thần nữ hiện lên bóng dáng mơ hồ quan sát gửi tới nhưng ngay lúc này lại có vài ký thức cường đại giáng lâm xuyên qua gió tuyết đi về phía côn lôn băng tuyết thần nữ khẽ nhíu mày Tôi biết mình không thể cản nổi đám người này, bèn vùng tay áo, gió tuyết cương lại. Sao tự nhiên lại có nhiều cương giả như vậy? Nàng nghi hoặc không thôi. Nam nhân đội nón trẻ điều khiển con thuyền đi qua gió tuyết, gã cũng phát hiện thấy ký thức của những người khác. Con thuyền hơi chậm, thầm nghĩ. Các người tới tìm tiên dược bất tử, hay là tìm sáu vị na tổ. Năm xưa khi tổ long tế trời ở Thái Sơn, các người có có mặt đúng không? các người đã thấy cảnh tượng trắng lệ khi sáu vị na tổ ban thường tiên dược cho tổ long gã cười lạnh hạ giọng nói trên đời này có na tổ nắm giữ sáu loại tiên dược thật không sao ta thấy khó tin con thuyền bay ra khỏi tuyết sơn đi vào tàn tích côn lôn giá trị thật sự của côn lôn không phải sáu vị na tổ cụ không phải tiên dược mà bọn họ nắm giữ mà là tiên duyên tiên duyên phi thăng tiên duyên năm xưa hoàng đế cưỡi rồng phi thăng ta nhất định phải đoạt được ngơ ứng trèo đầu lội suối đi tới chỗ nhà ngói trồng dãy núi nơi đây non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình núi cao mây nhạt khiến người ta vui vẻ thoải mái ngoài căn nhà có vài mẫu ruộng trống đã gieo hoa màu dãy nhà ngói được xây dựng trong một tiểu trấn giữa dãy núi tường trắng ngói xanh ngơ ứng hơi thất vọng kiến trúc nơi này khá giống khu đất ứa già mà hắn từng thấy trong vọng hương đài nhưng bố trí các căn nhà lại khác hiển nhiên nơi đây không phải là khu đất ứa già Chẳng lẽ còn có người sống trong toàn tích côn luôn Không khéo người trong trấn lại biết khu đất hứa ra Hắn bùng thể hy vọng Lên tiếng căn dặn Thật ra tướng mạo người khá hùng ác Đừng hồ dọa người trong trấn Hoàn thật ấm ức Tuy nó là rắn khổng lồ Nhưng tướng mạo không liên quan gì thiếu hùng dữ Ngược lại nó mọc hai cái rừng đen trắng Giữa hai rừng có mây khói lơ lửng Trên người có đạo thượng Ngược lại cái người ta cảm thấy nguy nga mà gần gũi Người ứng đó với quả chuông Chuông ra trên người ngươi dính máu còn có nhiều vết thương cũng nên nấp đi không thì trông chúng ta giống ác nhân quá Quài chuông cũng âm ức kỹ máu trên người ta là vì ngươi mà giết người nên mới bắn lên cơ mà sao lại chi ta hùng ác dữ tội nào? thảo ra ngươi đừng có thò đầu ra ngươi mọc ở trên mộ phần cẩn thận kéo vật đen vào nhà người ta vừa ứng nói tên thảo màu tím tức tối không thôi định ẩu đả với hắn Quài chuông vội vàng ngăn cản khuyên nhủ thật ra đừng tính toán với hắn Càng về gần quê thì hắn càng thấp thỏm, trong lòng hắn mang tưởng tượng thánh khiết, chỉ sợ bản thân không đủ trong sáng, làm vấy bẩn quê hương, chúng ta cứ làm theo hắn là được. Ngoan thất thu nhỏ hình thể, quả chuông và tiên thảo màu tím trốn vào khu vực hy di của hắn. Vừa ứng thấy vậy, không bới được khuyết điểm gì, lại cảm thấy bản thân quá hùng ác, lo mình quấy nhiễu người người ở đây. Hắn bền dừng lại, bảo ngoan thất phun một tấm gương ra, ngâm ghế trong gương, sửa sang lại hồi lâu, cố gắng tập mỉm cười một lúc lâu sau hứa ứng mang theo nụ cười hơi cứng ngắc đi vào trong tiểu trấn trong đối lối vào thôn trấn có cánh đồng bên trên khắc chữ hạ đô trong trấn không nhiều người có già có trẻ y phục của mọi người mộc mạc cuộc sống rất yên bình thầy hứa ứng là dồn dập nhìn sang đều nở nụ cười gương mặt của bọn họ bị ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi câu màu ngăm đen như cổ đồng lại phớt hồng thành màu đỏ ửng nụ cười trên mặt có vẻ chất phác thành thật kiến trúc của nơi đây rất cổ xưa đã trải qua không biết bao nhiêu sương gió trong chấn còn có pho tượng kỳ khoái, chắc là thần linh mà bọn họ thờ phụng vị thần này đầu hổ mặt người có chín cái đuôi ngồi ở trong thần biếu phía sau thần biếu là sườn núi của chín ngọn núi lớn vừa ứng thế cảnh này trong lòng chấn động ta hiểu ngọn nguồn của vị thần này vị thần này thật ra là chín ngọn núi phía sau và đỉnh núi bên dưới tiểu chấn nhìn từ xa tới đỉnh núi và chín ngọn núi phía sau chính là hình ảnh quân hổ chín đuôi những người này căn cứ theo thế núi thế sông, thờ cúng thần linh. Tập tục thờ cúng thần linh này cực kỳ cổ xưa, còn cổ xưa hơn cả thờ cúng âm thần nhiều, là tập tục thờ cúng trong thời nguyên thủy. Nhưng khiến hư ứng kinh ngạc nhất là phía trước pho tượng đồ hộ mặt người chín đuôi này, không có hương khói, cũng không có lưu hương, hiển nhiên hương hỏa đã ngừng không biết bao nhiêu lâu rồi. Thật ra có gì đó không đúng. Hư ứng thầm đề phòng, thần thức chấn động nói. Nếu người hạ đô là cư dân nguyên bản ở chỗ này, làm sao lại không thờ cúng thần linh của mình hương hòa ở nơi này suy yếu chứng tỏ trong trấn không phải là người địa phương Ngoan thất thầm căng thẳng lặng lẽ nhìn bốn phía chỉ thấy tất cả mọi người trong trấn đều ngừng công việc đang làm ánh mắt dồn dập chuyển sang người bọn họ những người này cười quá lâu nụ cười trên mặt cũng hóa thành cứng ngắc tuy ngoan thất là luyện khí sĩ yêu tộc nhưng không biến hóa thành người hơn nữa còn có đạo tượng nếu là người bình thường thế cảnh này cho dù không chạy tứ tán thì cũng bàn luận ầm ĩ nhưng trong mắt đám người hạ đô không có vẻ tò mò cũng chẳng có sợ hãi không ai trong số bọn họ tới hỏi lai lịch hứa ứng chỉ nhìn hứa ứng bằng ánh mắt kỳ quái có gì đó quái lạ hứa ứng xoay người định rời khỏi hạ đô trấn nhưng vào lúc này từng cư dân hạ đô đồng loạt đứng dậy ngăn ở trước mặt hắn vẻ mặt vẫn y hệt như lúc trước mang theo nụ cười cứng nhắc và ánh mắt quỷ dị đột nhiên một cơn gió núi thổi tới Thổi mãnh liệt hất mờ từng cánh cửa hai bên còn người của hữu ứng có chặt lại chỉ thấy sau cánh cửa là từng thi thể hoàn toàn không còn huyết nhục nhưng y phục ở trên người thì vẫn chưa phân hủy y phục ở trên những thi thể này khác với dân chúng trọng trấn y phục trên thi thể chủ yếu là bằng vải bố dùng phương pháp đan bện, vì cuối y phục thường treo trang sức tiền vàng trang phục của người dân hạ đồ trấn lại hoàn toàn không phải như vậy đường vân trên trang phục của bọn họ là phù văn thiên đạo tuy giống thật mà lại là giả những trang phục và y phục này đều rất cổ xưa còn phía sau những thi thể đó là xương khô trồng chất như núi phủ kín cả căn nhà trên những thi thể này còn có vết cắn cứ như huyết nhục trên xương đã bị ai đó gặp từng miếng một thậm chí thịt dính ở trên xương cũng bị nhằn sạch à ứng trong phòng có pháp bảo ngoan thất hạ giọng nói hứa ứng chậm rãi lùi lại phía sau hắn cũng thấy những pháp bảo đó có một số pháp bảo còn hiện ra đường vân thiên đạo tuy những bảo vật này không phải thần khí thiên đạo nhưng không thể coi thường uy lực của nó được nó còn vượt qua rất nhiều trọng bảo và luyện khí sĩ phi thăng kỳ luyện chế đáng sợ hơn nữa là nhà nào cũng có trọng bảo như vậy cứ như dùng để chấn áp thi thể và bộ xương kia đề phòng thi thể và bộ xương phục sinh quả chuông run rẩy nhiều pháp bảo như vậy nếu đồng loạt tiến tới có thể đánh cho nó thành cách sàng trước đây hữu ứng chưa từng thấy pháp bảo nào có dấu ấn như vậy luyện khí sĩ từng lưu dấu đạo tượng mà mình tu luyện còn na sư thì in dấu ẩn cảnh mà mình tồn tường chuyên môn tu luyện thiên đạo lưu dấu thiên đạo lên pháp bảo đây là lần đầu tiên hắn thấy phương thức luyện bảo như vậy chúng sinh hạ giới có rất ít truyền thừa thiên đạo chúng ta vào thần miếu hứa ứng quyết định nhanh chóng xoay người đi vào thần miếu chỉ thấy dần chúng ở bên ngoài dồn dập dừng bước đứng ở bên ngoài thần miếu không hề nhúc nhích bỗng một giọng nói âm trầm vang lên không ngờ bên ngoài pháp võng hồn còn có thổ dân không uổng công chúng ta chờ đợi ở đây nhiều năm hắn là bất tử dân của côn lôn trong đám người có âm thanh nói một bà lão cười khà khà lên tiếng cùng huyết mạch với đám bất tử dân mà chúng ta giết chết ta ngửi được mùi vị thơm ngon trong máu của hắn khiến ta thèm nhỏ dãi đã lâu lắm rồi ta không được ăn bất tử dân tươi mới như vậy mụ ta vén tay áo để lộ ra làn da khô quắt nhăn nhau dưới da không có bất cứ huyết nhục gì la lên người xem này da ta đã khô quắt lại rồi yết hầu của dân chúng trong chấn nhấp nhô nhìn chằm chằm hưởng ứng trong những cánh cửa bị gió núi thổi qua từng pháp bảo các dấu đường vân của thiên đạo dần dần sống lại tạo thành đạo trang thiên đạo kỳ dị trong đạo tràng có thể nghe thấy tiếng tê lễ hùng hồn đạo trang thiên đạo này bao phủ toàn bộ hạ đô trấn khiến đám người hư ứng lên trời không lối xuống đất không cửa hứa ứng khôi phục tinh thần đi tới phía sau miếu chỉ thấy cửa sau cũng có một số người dân ngăn cản đường lui của hắn hơn nữa cho dù hắn có thể giết ra khỏi vòng vây e rằng cũng khó mà đối phó được với đạo tràng thiên đạo hình như bọn chúng sợ hãi tòa thần miếu này không dám đi vào hứa ứng nhanh chóng quan sát thần miếu trong miếu sạch sẽ không dính một hạt bụi nhưng cũng không có bất cứ văn tự nào trên giữa thờ cúng tượng thần uy nga tòa rất từng đợt thần uy chín cây đuôi sầu lưng có hoa văn hình dạy núi ngoài ra trong miếu không còn gì khác thần linh này chắc chắn là sân thần mà cư dân hạ đô chấn thờ cúng hứa ứng hạ giọng nói vừa rồi trong đám người kia có kẻ nói cư dân hạ đô chấn là bất tử dân Thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ bọn họ cũng giống ta Là thần tiên bất lão Hắn không hiểu gì cả Chuyện của mình đã hết sức kỳ lạ Chẳng lẽ còn có người giống như hắn Thân thể phẩm nhân là trường sinh bất tử sao Hoàn thất nói À ứng này, bọn chúng còn nói huyết mạch của ngươi Có mùi vị giống huyết mạch với bất tử dân Chắc chắn đám người bên ngoài Không phải cư dân bản địa của Hạ Đô Nghe giọng điệu của bọn chúng Hình như là ăn thịt bất tử dân nơi đây Bọn chúng còn nói ngươi là cá lọt lưới Hứa ứng không nói gì, tiếp tục kiểm tra bên trong thần miếu, hy vọng tìm ra bí mật đám quấy nhân này không xâm nhập. Nhưng trong miếu trống trơn, chỉ có mỗi một bức tượng thần đầu hồi chín đuôi, ngoan thất la lên. À ứng, mau nhìn bên ngoài miếu kia. Hứa ứng nhìn ra ngoài miếu, chỉ thấy dân chúng trong chấn đã lấy từng món pháp bảo với uy năng thiên đạo ra, đào thường kiếm kích chuông đỉnh lầu, bảo vệ quanh miếu thờ, bố trí thành trận thế. Những pháp bảo kia tỏa duy y thế thiên đạo, uy lực càng ngày càng mạnh, dần dần ép tới mức bức tường và nóc miếu rung chuyển gạch đá không ngừng chóc ra hứa ứng cau mày nhìn về phía tượng thần đầu hồ chiến đuôi ở chính giữa đột nhiên trong lòng lóe lên ý tưởng nói luyến thoáng thật ra lấy hương ra ngoài thất vội vàng há miệng giữa một đống đồ linh tinh trong bụng có một bó hương đến bay ra hứa ứng lập tức lập đàn cắm hương cắm đến lên đàn cùng với thắp lửa chỉ thấy hương hỏa lượn lờ chui vào trong mũi của tượng thần đầu hồ chiến đuôi tượng thần đầu hồ chiến đuôi đột nhiên lay động một cái sống lại khỏi đàn tế thân thể chấn động chín đuôi đồng đưa cúi xuống cái đầu to lớn nhìn về hư ứng quan sát một hồi Hư ứng người thấy mùi hương hoàn đồng đậm hơi thở thành máu tụng niệm tên thật của ta cái đầu tượng thần há miệng tiếng giống chấn động tới mức ra mặt hư ứng nhăn nhúm thổi về một phía mái tóc cũng bị thổi thẳng tắp ngoan thất lớn tiếng nói a à ứng trận pháp thiên đạo bên ngoài khởi động rồi uy lực của đạo tràng thiên đạo càng ngày càng hùng hồn càng lúc càng khủng khiếp ép tới bức tường ở bên ngoài thần miếu lập tức sụp đổ xuống từng cột trụ lơ lửng ở trên không trung không ngừng tàn giã nóc của thần miếu đang phân dài mặt đất ở dưới chân bọn họ cũng rung chuyển không ngừng tàn giã khiến phạm vi hoạt động của bọn họ càng lúc càng nhỏ tượng thần kia cũng nhận ra tình hình nguy hiểm lớn tiếng hét tụng niệm tên thật của ta trên trán của hữu ứng đồ mồ hôi lạnh đầm đìa đầu óc suy nghĩ điên cuồng nhưng vốn dĩ không biết tên thật của gã là gì giọng nói của tượng thần kia rất trầm cứ như vang vọng từ chín tầng trời lại mang theo đạo âm cuồn cuộn lạnh lùng nói tụng niệm tên thật của ta đủ loại hình ảnh lướt qua vùn vụt trong đầu hữu ứng lóe lên như cưỡi ngựa xem hoa đột nhiên một cái tên ập tới hắn không nghề nghĩ ngợi há miệng hô to thượng thần lục ngô thượng thần chín đuôi đầu hổ mặt người nở nụ cười thần lực cuồng bạo bộc phát từ trong cơ thể trong núi vang lên tiếng động vừa như sấm dậy vừa như giống vang lục ngô ở đây chờ được giải phái. Hết chương 229. Cảm ơn và hẹn gặp lại chương trình.